Nãy giờ hai vợ chồng mình đi thăm câu dính được mấy con cá luôn nè cả nhà. Cá lóc đồng ngon lắm nè cả nhà. À, anh kìa, đứng lúm thúm ngồi đó không biết làm gì đó. Anh ơi. Ôi. Chào cả nhà đi anh. Ủa quay nữa vậy? Quay nữa. Chào cả nhà nha. Có con nào nữa không? Vậy nãy giờ không chịu quay luôn. Hả? Vậy nãy giờ không chịu quay. Kệ, mới chạy vô trong nhà em lấy máy ra mà. Đang cắm con này cái nè. Thấy cá ngon quá. Còn cần nữa mà hết mồi rồi. Hết mồi hả? Uống không? Gì cũng được bốn con cá cả nhà. À, bốn con cá lóc đồng rất là ngon luôn cả nhà. Thôi giờ đi vô, còn cần nữa mà hết mồi cả nhà. Trời ơi, chuyển mưa rồi. Trời chuyển mưa nữa. Bây giờ vợ chồng mình vô sẽ nấu nồi cháo cá lóc nha, nồi cháo hành cá lóc. Đó. Chắc. Ăn mừng ngày mai Việt Nam đá Thái Lan, phải cho Việt Nam hành Thái Lan một trận luôn nè. Cháo hành đặc biệt cháo luôn. Cháo hành khổng lồ. Rồi đi cả nhà ơi. Đi. Ừ. Ây da. Ây da. Khỏe đó. Hôm bữa coi trận Việt Nam đá vô quê không? Trời bao nhiêu cái Mỹ Đình coi không? Có luôn. Ghê ghê tới Mỹ Đình luôn á. Thì bữa đó xạo quá, ở chung tàu. Mà bữa đó cái thằng gì mà Tiến Tiến gì nữa nó đá cho nó vô đẹp chứ. Trời ơi, Tiến Lực đó phải không? Điêu. Đồng em ba ơi. Người ta Tiến nói Tiến Linh. Tiến Linh đúng rồi. Ơi. Ừ, tao mới biết tao là Tiến Linh luôn. Bữa đó số cho nó đẹp chứ. Ờ, như tao nghe nói là cái trái đó như là cam ga quay không kịp luôn á ba. Chứ gì nữa, tại nó đá mà nhanh với mạnh quá mà. Ê, với ngày mơ Việt Nam đá Thái Lan nè. Trận nó còn mới hay. Đúng rồi. Ba năm trời đợi. Trận đó là kinh điển luôn á. Kinh điển Đông Nam Á mình nè. Mà nhưng mà bây giờ mình có ở đâu vậy ca? Có đâu giờ? Có đâu giờ mày? Có đâu. Căng ta. Ê. Hả? Tao biết rồi. Ở đâu? Ngày mơ vậy ca. Ngày mơ không? Ba đứa mình qua nhà vợ chồng hay lúa coi đi. Đó đó đó. Vợ chồng hay lúa cộng giải thông mát lắm. Với hay nó đoàn lắm. Đúng không? Mình qua ăn té rồi. Ừ. Mình coi vừa ké luôn ta. Vừa coi vừa ăn đã luôn. Một không nói chuyện. Mà ảnh có cái tivi buồn chầm ái trăm mấy inch luôn đại ca. Ừ, im quá ả luôn quá. Mà nó có màu đại ca. Gì? Nó có màu. Màu là sao? Trắng đen á. Rồi. Trắng đen sao coi cho nổi. Coi gì biết nổi nào ná, nổi nào vậy? Ai biết coi đỡ đi. Chứ bình thường ở nhà nghe radio không à. Ờ có thể nó có nổ không? Ừ. Sẵn qua nhà này lúa coi cái tivi có giống này nó không đại ca? Ủa như là nó ăn giọt nữa hả? Vậy đại ca này ăn ké chật như mấy chật nặng dữ vậy. Ừ. Vậy đi nè đại ca, đi mày. Ờ đi mày. Nó bụng quá, nó bụng chết rồi, sẵn bánh tôm ăn ké. Ê ê coi đi nha, coi đi nha. Mày lúa nó còn đang nấu luôn quá đại ca. Đổ gạo vô gan gan gạo nấu cháo à, cá lóc nấu hành đó cả nhà. Thôi quá chảy nước mắt luôn. Giờ em dở tàu lá chuối ra cả nhà xem có gì hấp dẫn không nè. Ồ rồi cháo quá ngon, hấp dẫn luôn. Dạ khéo tay cả nhà, trắng tinh luôn. Giờ bỏ cá vô cả nhà, cái lóc rất là ngon luôn. Một con hấp dẫn chưa. Ừ. Hôm nay đi được 4 con, 4 cá lóc đồng. Vợ chồng mình cắm được 4 con. Được. Lấy đủ 4 ruộng luôn em. Đủ. Em đẩy lá chuối lại cả nhà. Đẩy lại hầm lên chút xíu nữa cho cá nó chín. Đó. Giờ em thắng 3 tỏi nha cả nhà ơi. Ra trời không có đem cái chảo. Thấy cái muỗng làm cái chảo hơn thắng luôn. Tự chế đây. Có gì làm nấy. Giờ đang thắng 3 tỏi nha. Thắng một cách điêu luyện luôn. Rồi, ở trên coi. Thì nồi cháo, ở dưới thì... Coi vợ chồng hai lúa làm nữa. Gọi là cái gì ta, gọi là một giá mở tỏi. Rồi giờ gỡ cả nhà ơi. Hấp dẫn quá, nó đang sôi hùng hục luôn rồi cả nhà ơi. Chín rồi nha, chín rồi đó. Nó cong lên nè, giờ chở nó. Cong lên luôn hả? Cong lên luôn. Chở nó lại. Rồi cá này chắc ngọt chứ nó dữ lắm, ngon lắm. Cá đồng nữa cả nhà. Cá lóc đồng mà. Có gì bằng cá lóc đồng. Con này nứt luôn nè. Chín nè. Sôi nè cả nhà. Thơm quá cả nhà ơi. Nó đâu có vàng. Rồi đỡ rồi. Giờ nêm muối nha cả nhà. Nêm nhắm chừng đại. Tiếp đó là bột ngọt. Kế đó là đường. Nêm hồi cho vừa ăn nha. Vừa mà. Đó, giờ em sơ lên. Cái sao vậy nè. Quá ngon cả nhà. Chút nó cái bỏ hành, cái tỏi đồ vô thơm lắm.
Giờ mình xắt hành với nồi ghí nghe cả nhà. Nêm vô cái nồi cháo hành cho ông hai lúa ăn mới được. Ăn nồi cháo này là hết bệnh luôn. Thì hết bệnh luôn, giải cảm luôn. Này phải xắt hành cho nhiều cả nhà, ăn mới ngon nha. Cháo hành mà, ngày mai là Thái Lan sẽ biết cái cảnh. Hành hạ gì? Việt Nam sẽ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hành hạ Thái Lan. Cứ bao nhiêu cái phanh hành là vô bao nhiêu trái á. Dữ vậy đó hả? Đem nguyên cái xà lan theo mà đựng luôn á. Rồi bây giờ sẽ bỏ hành vô cả nhà ơi. Nồi cháo này ăn hai chồng ăn phê luôn á. Ngon cả nhà ơi. U ngon ui. Rớt cọng ấy vô kìa, em lấy cọng ấy ra. Nè, gấp ra. Ngon quá cả nhà ơi, thịt luôn. Thử cả nhà ơi coi ngon không? Ngon không anh? Trời nãy giờ ra vườn nó mệt, bây giờ bước này như là mưa gào gì, tháng hạn gặp mưa cơ mưa gào ngang vậy. Vừa đó, vừa bây giờ em bỏ qua tỏi đi. Ngon quá. Tỏi sấy nha. Trời ơi, ổ vậy quẩy đồ dữ dằn ha. Nghe thật mà. Như đâu biết chuyên nghiệp vậy. Đỏ tới giọt cuối cùng luôn. Xòi dữ rồi. Khác đất không? Khác đất không? Chắc không đâu. Có nước chứ không sao. Giờ anh sẽ bỏ tiêu vô. Tiêu nữa hả? Ừ. Trời ơi là trời. Cái này phải vào ngay chân ấy, lúc Việt Nam đang đá. Ừ, húp ngon lắm nha. Vừa ai coi vừa húp đã lắm. Rồi. Giờ mình ăn được đó anh. Are burning low, one for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Rồi bây giờ nồi cháo chín cả nhà ơi, ăn với vợ chồng mình nha. Bây giờ là ăn để ăn mừng Việt Nam ngày mai nhất định sẽ thắng Thái Lan, thắng là một trái càng tốt mà thắng chục trái càng ok. Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Cầm đũa đây rồi. Đây vợ mình sẽ múc ra nha. Múc cháo ra cả nhà ơi. Đây đây. Dạo lên mình mới múc nó mới ngon. Hấp dẫn quá nhà. Cho anh cái ruột này ha. Rồi để tiêu vô nữa. Bỏ miếng hành. Ngon quá. Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Rồi. Ngon quá. Đây anh chén rồi. Thơm quá được nha. Mời cả nhà cùng ăn với vợ chồng mình nha. Ngon quá cả nhà ơi, ăn cả nhà ơi, quá trời ngon luôn. Lục luôn đi cả nhà ơi. Hai chồng làm gì đó? Ủa nó làm gì hả? Ủa đâu đây vậy trời? Bữa nay có mò bén mà không ngủ ta. Mà nó cá lóc cái gì nè, trời ơi bự quá. Con nào lấy bự bự không vậy chồng hay lúa. Ở đâu? Mòn à. Cái lóc đồng không đó. Ở đâu xuất hiện đúng lúc vậy? Trùng hợp thôi mà, đi ngang thấy có mùi thơm rồi ba người tôi ghé vô. Sao? Đứa mũi tính chứ ta. Rồi xuất hiện này, chào cả nhà cái luôn đi. Chào cả nhà nha. Rồi bây giờ ăn luôn cả nhà ơi. Ăn phải có chén đũa chứ. Rồi vô lấy chén đũa đi chứ. Rồi lấy chén đũa riêng đi. Tự xử đi. Mày lấy mày. Ngon à. Giờ trước khi ăn giờ mình sẽ ấy lên một khứa mình cho hai đứa nhỏ sinh đôi ở nhà mình nha cả nhà. Nó chọn ở nhà múc lại miếng chừa cho hai đứa nó ăn. Cháo này hai bé nó ăn được. Xin lại cho hai đứa con của mình nha. Hai đứa nhỏ nó ăn được cái lưng. Đại ca cũng không có ý kiến đâu. Rồi khỏi đầu lên múc rồi. Khỏi đầu chi? Thôi mình được rồi, rồi đủ hai đứa. Vậy lấy luôn đuôi luôn đi. À, khỏi để đây, nhiêu được rồi. Rồi giờ đậy lá chuối lại cả nhà ơi. Dạ ăn nha cả nhà ơi. Đây. Bắt cháo hành của Thị Nở. Cho miếng cá luôn. Có cá luôn. Mở cả nhà nha. Giờ nó nóng rồi đó. Đã. Ngon. Rồi nãy bây giờ quên để cho má vô nè. Nhấp đi ăn. Cháo ngọt ngọt, thịt ngọt của cá. Thử miếng cá. Ngon.
Nóng. Đó là rồi. Ngon như mấy cháu hành không anh? Ngon. Kiểu này con thiên nở chết với tao xem. Hồi vô lắc mấy cây chuối vậy. Đúng rồi. Dạ ăn thử cả nhà ơi. Ăn là phải bỏ rau má nha, có rau má, ăn cháo cá phải có rau má nữa. Okay. Đây là cái rau má này. Ừ. Mời cả nhà nha. Của vợ hai lúa đây, vợ bên đây. Ăn cháo phải vừa thổi vừa ăn cả nhà ơi, để nóng quéo lưỡi. Nước đi, nước đi. Cháo rất là ngon. Chó sủa, ngồi chó sủa. Cái mùi của nồi cháo có mà mỡ tỏi, về hành, rồi tiêu, rồi các gia vị vô rất là đậm đà, rồi thêm cái rau nữa, rau đắng á, rau má, rau má. Ăn vô rất là ngon cả nhà, sủa miếng rau má. Ngon. Rất là ngon cả nhà. Còn anh? Nãy anh ngồi anh ăn quá trời, không quay anh lại vụ mình ăn quá gì. Mới hụng quá rồi. Hết ý kiến đúng không? Cảm giác là sao anh? Anh rất là ngon. Nãy nói bụng nó cũng ngon nữa. Quên nữa, còn anh này nữa. Nãy giờ ngồi hết hà quá trời luôn. Nãy giờ em chưa cắn miếng nào luôn anh. Bây giờ em quất miếng hành trước nha. Ok, chấm miếng nè. Cái này nước cốt mình tự làm luôn nè. Hành hả? Quất nè. Đậu xanh nó cay quá. Nói chung là rau má nó ngon cả nhà, cháo nó ngọt nữa. Là ăn ké không ngọt quá anh chết. Phải khen thôi. Để thôi hồi đuổi về không cho ăn. Thôi nhiều quá ăn nhiều rồi. Thôi chụm đi luôn. Ủa ngon. Cái này là nhức nách luôn á anh em ơi. Ngon lắm. Này thấy làm thì biết cái cảnh. Quá ngon, quá ngon. Và để chín quá ăn không? Hả? Đó, thêm đũa luôn đi. Ăn cá vậy hả? Thấy không? Này nào ăn cá vậy người ta? Thử ăn cá rồi. Mắt con cá là sao không à? Ủa đang hết trơn à? Nãy giờ thử này cái nha. Em mới miếng nè. Miếng cá. Ồ, khó ngục luôn nghe rồi. Cái lóc đồng rất là ngon luôn. Nóng quá. Ăn thịt bếp nó đã. Chấm với chấm. Và ớt nè. Cá. Nóng quá. Ngon. Ngon anh. Ngon. Quá good. Nói chung cháu cháu hành thì còn gì bằng nữa. Cháu lóc nó hành, cháu lóc đồng. Đã quá. Sức mà hỏi chưa. Cái này là cái gì ta? Dạ. Ruột. À. Nội tạng, nội tạng. Lụm cá. Ăn đó thì hết sảy luôn rồi. Không còn gì từ gì để tả luôn á. Hấp nè. Quýu quýu luôn, quýu quýu. Má thêm nữa. Quýu quýu luôn. Ủa ơi, còn má hả? Còn ha. Còn nhóc nè. Trời ơi. Hết nè. Quý ngồi ăn bộ không Quý? Không á cả nhà ơi. Có ý tưởng ý nghĩ gì không? Nói mụn ăn trước. Nói nghĩ mày nào cũng mấy trái vậy. Ô, nặng chanh vô hấp một cái. Nó ngon. Không còn từ để tả luôn á. Đã luôn. Cà phê mà nó rẻ. Cháo hành, cá lóc mà nấu cháo hành thì miền Tây mình gọi là nhức nách rồi. Thôi nha. Ăn rau má nữa. Biết nói gì giờ, biết review sao giờ, biết là tuyệt vời rồi. Chùm chén nè. Hả? Hành nè. Bớt hành vô nữa anh. Bớt hành, bớt hành vô nữa. Cháo hành nè. Sao mà đeo múc cháo rồi bỏ hành vô. Bỏ hành mặt chứ phải không? Ừ. Rồi. Bỏ hành rồi. Ừ bỏ rồi. Ăn gà má vô quá. Ngon cái này. Gặp con cá luôn. Ui. Ăn nè đó, nhóc chân nạn thoải mái đi mấy em. Mấy anh chị em ơi. Ngày mai Việt Nam đá ăn thêm chả nồi nữa.
Rau dừa năm đấy là siêu to, siêu cay khổng lồ. Thì năm tháng có thêm nồi nữa, biết nồi gì. Cho anh caramel đũa. Cây ra má là caramel. Ngồi nóng, nóng buồn lắm. Dữ rồi. Nóng 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 lắm, xíu à. Dính nè, chạy lên nè. Nóng là cái nào, rau má nóng hay là mày quay nãy giờ mày không ăn được mày nóng? Rau má nóng mà mùi, chứ nóng khỉ gì đâu. Dính nữa mình ăn gì nóng đã à. Ăn vậy mua, mình ăn. Con cá cả nhà ơi, con cá này kìa. Ở nhà. Ngon. Nãy giờ cái chiêu hút cháo phần trưởng cũng làm hoài luôn ta. Hút rồi gọt gọt. Làm lại cái nữa. Được không? Ờ, cái nữa. Ngon luôn. Rồi, nóng quá mẹ. Cái mặt thưởng thức sao, cái mặt thưởng thức. Ngon thiệt. Vô con mẹ thôi, cho ăn đi. Dựng dựng vô ăn luôn à. Ok, đợi con nhiều lắm. Giống như đại đói quá. Không. Đại không ăn tâm. Được. Ban cũng hành để đây nè. Có đại hết. Thôi hành xuống có đại hết rồi. Hành kia để anh để nó. Thôi anh để vô ăn liền á, mới ngon. Lá. Thôi nó không phải biết nhồi nồi. Có nồi ăn đã vậy. Sao? Biết biết sao? Tại là đói bụng á. Nó đói bụng quá. Ừ. Bữa hổm thôi ăn nồi gì ngon nè. Nồi thịt lợn cũng ngon. Ừ. Hả? Nó ngon. Nó ngồi cái quỷ ừ lại nãy nín tin. Hồi nãy quay ủa nãy đi đi cắm câu á. Đó cũng quên trời. Con tỏ nhớ không nhau nhau. Thôi đi cắm câu làm sao? Hồi nãy đi cắm câu cái khúc đầu nó quay vô cái nhà xem á, đừng khúc nó gãy cái dính con cá bự quá nó gãy đòn câu tiêu. Ủa. Nó vợ làm rớt cái điện thoại xuống luôn. Vô con cá luôn. Nó rớt ra chỗ người quay khúc đó không được luôn. Ủa hết. Ủa hết biết ổn vậy. Vô thôi quay khúc đó cho cái nhà coi. Ở khúc đầu cái nhà thấy nó có khúc còn nó dãy quá trời. Như là thầy thích vậy. Nhà núp mấy cái đầu đi. Núp đầu đi. Mấy đầu hành này mới giữ nè. Hành tối, đứa nó không có vợ. Nhiều lắm. Con là không có vợ rồi á. Bà mày không có vợ, bà mày ăn hành cho chị cố vô. Ủa, em cũng ăn hành nè anh. Em không có chồng. Tối nay anh hoàng ngủ nhà em nghe quý. Đem ra cho dầu ăn. Có đâu qua hành em chiên cá ăn chứ làm gì đâu. Chuyện tâm sự con mày nghĩ gì vậy? Không, qua tháng hôm qua qua tối. Không rảnh. Ban ngày đi làm đi quay YouTube rồi. Sao rảnh? Như vậy mà không à? Tối hôm qua chơi ăn nhanh luôn. Thôi mày. Thôi ra. Ngủ lanh thầy không? Ngủ lanh kìa. Lanh nát cho mày. Mày mày nhảy như vậy. Tính kiếm mỗi mới lành quá quen ngọt rồi. Rồi bây giờ là vợ chồng hai lúa sẽ kết thúc clip đây cả nhà ơi. Quốc sạch chân rồi thì ngày mai là chúc Việt Nam sẽ chiến thắng Thái Lan. Dù nhiều dù ít không biết nhưng miễn sao là chiến thắng là ngon rồi. Rồi bây giờ hẹn gặp lại nhà clip sau nha, hãy nhớ đăng ký chia sẻ video vợ chồng mình đến bạn bè và người thân, và đặc biệt là hãy bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo.